Lớp học vẽ đặc biệt nép mình trong một góc nhỏ yên tĩnh ở quán cà phê tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ 11:30 trưa mỗi thứ ba, thứ năm hàng tuần, lớp học lại đầy ắp tiếng cười nói rôm rã của phụ huynh và các em nhỏ bị mắc hội chứng tự kỷ. Lớp học đặc biệt ở chỗ không chỉ dạy vẽ miễn phí cho các em mà còn dạy cho các em kỹ năng giao tiếp xã hội và dạy phụ huynh tính kiên nhẫn khi có con mắc bệnh tự kỷ. Xuất phát điểm là một người mẹ đơn thân có con được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ từ lúc 15 tháng. Chị Tâm Trang đã dùng mọi cách để mình có thể giúp con với một ước mơ nhỏ nhoi rằng con có thể phát triển như đứa trẻ bình thường và hòa nhập với xã hội. Nhưng sau nhiều năm theo đuổi, chị nhận ra rằng giấc mơ mà con sẽ phát triển bình thường như các bạn khác là điều không thể. Đây cũng chính là động lực khiến chị Tâm Trang thành lập nên My Corner, tạo ra sân chơi, một cộng đồng mà ở đó các em tự kỷ không bị phán xét, được gặp gỡ mọi người và được mọi người trân trọng khả năng hội họa của mình. Mình nghĩ rằng để cho các bé có một cái sân chơi lâu dài thì phụ huynh ở đây, mình nghĩ chắc phụ huynh không có ai có điều kiện để cho con đi theo những cái lớp vẽ lâu dài như vậy một tuần hai buổi đâu. Cho dù có khả năng đi chăng nữa thì cũng không phải là một cái cộng đồng, tức là cũng một rồi cuối cùng con cũng vẫn rất là cô đơn một mình con với một người thầy. Con không có bạn bè, con không có ai thông cảm, con không có người nghĩ con, không có một cái cộng đồng. Thì khi mà mình làm cái My Corner đó, mình nghĩ ra rất được nhiều cái, nó lợi, nó rất là có lợi. Con mình thì là được học vẽ nè, rồi con của người khác cũng được học vẽ nè, mà các bạn tới đây các bạn sẽ được hiểu nhau hơn nè, các con được học cách giao tiếp từ nhỏ thôi, một cái những cái giao tiếp rất nhỏ trong cái khả năng của các con thôi, thì mình thấy rằng nó là một cái mình phải dùng cái chữ là mình rất hạnh phúc. Ở lớp học vẽ đặc biệt này, cô giáo không coi các em là học sinh mà xem như các con trong nhà, kiên nhẫn hướng dẫn cho các em vẽ nên tương lai của mình. Phụ huynh và các em theo học ở đây cũng xem nhau như gia đình. Nơi đây kết nối những gia đình có con mắc hội chứng tự kỷ, cùng nhau học cách kiên nhẫn và giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Cảm động trước hoàn cảnh của các em, nhiều bạn cộng tác viên tìm tới lớp học để hỗ trợ, chung tay xây dựng môi trường tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em tự kỷ. Đối với mình thì tất cả các khoảnh khắc mà mình được tới đây, được tiếp xúc, được làm việc với các bé là mình đã cảm thấy nó thoải mái rồi. Thay vì những cái trách nhiệm cứng nhắc ở trên trường lớp, mình những con số thì mình tới đây mình tìm lại được cái cảm giác các bé của mình được vẽ tất cả những gì mình nghĩ, tất cả những gì mình muốn, mình draw lên trên giấy hết. Bé học ở đây bé cũng thích, cũng có môi trường cho bé học hỏi, rồi cô cũng tạo điều kiện ở đây, mấy cô cũng tốt với bé mà tận tình với bé nữa. Cô Si cũng có con cũng như con chị, cũng dành cho bé một không gian như vậy. Áo là mấy bé ở đây vẽ, bữa nay là con của chị, con chị nó vẽ thì chị cũng ủng hộ nhà, nên là hai mẹ con cũng hai gái này mặc. Và chị cũng thích là mong muốn là cháu sẽ không phải giỏi giang như những đứa bình thường, thì chỉ muốn cho con mình nó tự biết chăm sóc, tự biết lo, tự chung là xã hội cũng dần dần đón nhận mấy em này. Sự trăn trở về tương lai cho trẻ em tự kỷ khiến chị Trang luôn đặt câu hỏi sau khi các con vẽ ra tác phẩm rồi sẽ làm gì tiếp theo, liệu các con có sống được với thứ mình làm hay không. Chính vì điều đó đã thôi thúc chị mở ra con đường, chị các em xem đây như một cái nghề có thể giúp đỡ cho chính bản thân. Thì hiện nay là những cái bức tranh mà các bé làm vẽ thật đẹp thì mình sẽ chọn lọc ra, rồi mình cho in trên áo, mình cho in trên túi xách, rồi tìm đường ra cho các bé. Thời gian tới, chị Trang mong muốn có thể mở rộng mô hình lớp học vẽ miễn phí, tổ chức thêm nhiều hoạt động dành cho trẻ tự kỷ để các em có cơ hội phát triển bản thân. Mỗi ngày trong không gian nhỏ này, các em luôn miệt mài vẽ nên những bức tranh nhiều màu sắc, không chỉ để thỏa mãn đam mê mà còn giúp các em từng bước hòa nhập với cộng đồng.